Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, 30 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, rãnh áp thấp vẫn còn tồn tại, kết hợp thêm với hội tụ gió lên đến độ cao 5.000m, nên ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông. Riêng khu vực vùng núi, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 50 cho đến 80mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc, sét và cả gió giật mạnh. Mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Người dân cũng cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái hay là Quảng Ninh. Vào ban ngày thì ở khu vực Bắc Bộ mưa sẽ giảm, ở khu vực vùng núi thì trời sẽ có nắng gián đoạn, nhiệt độ sẽ dao động ở ngưỡng là từ 31 cho đến 33 độ. Một số nơi nhiệt độ sẽ cao hơn. Còn tại khu vực Trung Bộ, ngày mai 30 tháng 7 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài. Vùng nóng sẽ trải dài suốt từ Thanh Hóa trở vào cho tới tận Phú Yên, với mức nhiệt sẽ từ 36 cho đến 37 độ, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ lên tới 38 độ, thậm chí là trên 39 độ. Còn tại khu vực Khánh Hòa trở xuống cho đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ thấp hơn, dao động là từ 33 cho đến 35 độ. Về chiều tối thì lại có mưa rào và dông. Từ ngày hôm nay, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại, vì thế Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ bước vào đợt mưa dông diện rộng mới. Dự báo trên cả hai khu vực sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa và mưa to. Thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông thì có khả năng sẽ xảy ra lốc, sét và cả gió giật mạnh. Do mưa nhiều lại đến sớm nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh thành Nam Bộ sẽ không cao, phổ biến là đều dưới ngưỡng 33 độ. Riêng khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ chỉ dưới 30 độ và trời mát mẻ. Chuyển sang thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động nên đêm nay và ngày mai ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ là bằng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Chiều nay, mây dông phát triển mạnh và đã gây mưa, mưa rào và dông ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong mưa dông xảy ra sấm, sét và gió mạnh. Dự báo đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động yếu vào thời điểm gần sáng. Ngày mai thì nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có lúc có mưa, mưa rào và dông. Do có mưa nên hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh trời sẽ không quá oi nóng vào ban đêm. Song ban ngày, nhiệt độ có thể lên tới 33 độ như ở khu vực miền Đông. Còn tại thành phố Hạ Long và các địa bàn miền Tây của tỉnh, trong ngày mai vẫn duy trì nhiệt độ từ 27 cho đến 32 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, sáng và ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, nên tàu thuyền hoạt động cũng cần lưu ý. Ngày mai tại đây có gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 26 cho đến 30 độ. We'll be right back.